Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Định. Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm. Và trong video ngày hôm nay thì Duy Định sẽ cùng các bác trên tay đến một cái thương hiệu mang phong cách của dòng Orange Sunny Moon. Và chiếc này thì được Duy Định mua tại thị trường Nhật nội địa về để có thể cân đối cho anh em tham khảo và tìm hiểu về những chiếc đồng hồ máy cơ đeo tay của Orange. Và chiếc này thì tình trạng của nó sẽ là máy mới 100%. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cuốn sổ International Warranty, là cái sổ hướng dẫn của Orange chính hãng, kèm theo khi mà các bác mua hàng thì sẽ được dập những thông tin bên trong. Cùng với đó thì sản phẩm của chúng ta sẽ có một cái phong cách thiết kế của dòng Orange Sunny Moon phiên bản thế hệ thứ 3. Đây là cái phiên bản mà được anh em đánh giá là phiên bản có thiết kế đẹp nhất và cũng như là được anh em ưa chuộng nhất về bảng màu sắc. Chiếc này thì mang trên mình cỗ máy với bản màu nâu cà phê rất đẹp, và cái sự kết hợp màu nó còn được thể hiện qua phần thân vỏ, phần dây và phần khóa rất là ăn ý về màu sắc. Và về thông số cũng như là thiết kế của dòng Orange Sunny Moon Gen 3 thì chúng ta sẽ có một cái form size cũng khá là dễ chơi cho anh em của tay to trung bình. Form size của chiếc này thì size mặt số nó là khoảng 42mm anh em nhé, 42.5. Và chiều dày mặt số sẽ là 14. Kèm với đó thì chúng ta sẽ có độ rộng cảm lắc của lắc nó là 50. Thì về cái form size này, anh em cầm cổ tay trên 16 một chút, trên 16 một chút thì các bác đeo nó sẽ đẹp và nó sẽ cân đối với cổ tay của mình, vì cái phần dây da nó cũng khá là dày dặn và cái với khóa bướm nó cũng khá là cuộn tay. Và thân vỏ thì sẽ được làm dày dặn và tay càng ôm tay to bản thì nó sẽ phục vụ cho anh em cổ tay to tầm trên 16. Còn nếu mà anh em cổ tay nhỏ tầm 14, 15 thì anh em cũng đừng nản lòng, có thể ướm thử. Hoặc là các bác có thể cân nhắc sang những dòng sản phẩm máy Nhật khác có rất nhiều những form size để phục vụ cho anh em chu vi cổ tay nhỏ. Còn về thiết kế của dòng Sunny Moon Gen 3, chúng ta sẽ có một cái sự kết hợp rất là hài hòa. Đó chính là góc 5 giờ sẽ có một ô lịch Sunny Moon, có nghĩa là mặt trời và mặt trăng. Còn góc 8 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày hình giải cánh cung với 3 tầng lịch. Ví dụ như ở vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Còn cái ngày chính xác nó sẽ là mùng 2 ở giữa. Còn vị trí góc 10 giờ sẽ là một ô lịch thứ rất là đẹp và có những cái vân Guniche tạo sóng. Ngoài ra thì cỗ máy của chúng ta sẽ có một thiết kế nó mang sự hoài niệm và cũng mang phong cách khá là vintage. Đó chính là cọc số La Mã đi kèm với kim lá liêu và đều có tông màu trắng sứ. Góc 2 giờ sẽ là logo của Orange, dòng chữ Automatic. Khi mà nhìn vào mặt số thì anh em có thể thấy được cái sự trong trẻo cũng như là một cái mặt số nó rất thoáng. Tại sao nó lại như vậy? Thì theo anh em có thể nhìn thấy phần nghiêng, sẽ thấy một bộ kính sapphire vòm được thiết kế hơi cao một chút trên cái bộ kính sapphire này. Và đây là cái chế tác cũng khá là tỉ mỉ và có độ hoàn thiện khá tốt cho anh em trong tầm giá của dòng Sunny Moon Gen 3. Và quay trở lại về cỗ máy thì anh em sẽ cùng chiêm ngưỡng một cái thân máy của sản phẩm, sẽ là đầu máy F6B24. Cỗ máy có 22 UL, 22 chân kính. Thêm những cái thông số ở trên nắp lưng, đó chính là khả năng kháng nước 53, stainless là thép không gỉ, Epson là tập đoàn cự sản xuất và kiểm định của Orange. Và chúng ta sẽ có Made in Japan ở trên thân máy, là dòng sản xuất và lắp ráp tại Nhật, Made in Japan. Ngoài ra trên bên trong bố vang sẽ có thêm cái thông tin như F6B24 là mã máy Seiko Epson. Đó chính là tập đoàn của Orange, tập đoàn mẹ. Chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Japan là cỗ máy được sản xuất tại Nhật Bản. Và mặt sau của chúng ta vẫn còn một lớp sim ni lông đáy, máy mới 100%. Về thân vỏ thì chiếc này có độ hoàn thiện mà Duy Định đánh giá cực kỳ cao, đó chính là thân vỏ được đánh phay bóng hoàn toàn và sẽ được mạ PVD màu vàng hồng rất là đẹp và nổi bật. Và góc 3 giờ thì sẽ có núm chỉnh to bản có logo của Orange. Với phiên bản này chúng ta đang có cỗ máy đời cao anh em nhé. Các bác yên tâm rằng cỗ máy này chúng ta đang có máy cơ tự động, có thêm hỗ trợ có tay hoặc là lên quát phụ, có cả hacking stop dừng kim dây trong quá trình chỉnh giờ này. Nó sẽ dừng máy hoàn toàn khi các bác rút núm chỉnh ra, và khi các bác chỉnh giờ xong các bác sẽ đóng núm chỉnh vào nấc trong cùng để đảm bảo độ chống nước. Ngoài ra thì độ hoàn thiện nó cũng được tinh tế thêm, đó chính là một bộ khóa bướm chống gập, chống gãy dây nên tay rất là tiện lợi và gọn gàng, không thua kém gì những cái bản dây kim loại cả. Các bác khi mà sở hữu bộ khóa này rồi thì các bác thấy cái độ tiện dụng của nó rất là cao. Nó không phải xỏ vào nỗ dây và cài vào khóa nữa, rất là dễ dàng anh em nhé. Và với sản phẩm này thì Duy Định đang có mức giá dành cho sản phẩm là 6,2 triệu và vẫn tặng kèm cho anh em với một bộ dây da cá sấu handmade thủ công hoàn toàn là tuyệt vời, có thể thay đổi với nhiều màu sắc khác nhau.
Rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi. Sau đây thì em xin khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.